Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 22 do Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng ngày 26 tháng 4 năm 2010, giảng tại Hiệp hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Tôi vừa mới xem một tờ truyền đơn. Nghe nói tờ truyền đơn này đã lưu hành trên Internet khá lâu. Tôi đọc một đoạn cho mọi người nghe nhé. Tờ truyền đơn này đến từ Lão Pháp Sư Tịnh Không. Sau khi tai nạn bộc phát tại Tứ Xuyên, Miến Điện, gần đây tai nạn lại bộc phát càng nghiêm trọng hơn. Cả thế giới bị ôn dịch, có thể hơn 100 vạn người bị chết. So với tai nạn tại Tứ Xuyên và Miến Điện, trong thời gian gần đây càng đáng sợ hơn. Hiện thời đã có mấy quốc gia như Đại Hàn, Ấn Độ đã bắt đầu xảy ra tai nạn. Tôi chẳng biết chuyện này, mà cũng chẳng biết ai đã viết như vậy. Chuyện này tôi không hiểu. Đoạn tiếp theo viết, Pháp Sư Tịnh Không kêu gọi các đồng tu trên thế giới bắt đầu từ 8 giờ rưỡi mỗi tối niệm tụng thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 1000 câu suốt một tuần, để hồi hướng cho chúng sanh trên cả thế giới tiêu tai miễn nạn, lìa khổ được vui, quốc thái dân an, mưa hòa gió thuận. Xin quý vị sau khi nhận được tin này bèn báo cho càng nhiều nhân sĩ thiện tâm biết, công đức vô lượng. Câu sau cùng là do người viết truyền đơn thêm vào. Tôi kêu gọi đồng học Tịnh Tông trên toàn cầu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, hồng tiêu tai miễn nạn cho thế giới. Tôi đã nói điều này. Đoạn ấy tôi đã nói. Nhưng câu trước và câu cuối cùng tôi chẳng biết đến. Những gì tôi đã nói được đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng phát sóng. Mặt sau tờ truyền đơn có tòa thuốc của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đối với tòa thuốc ấy, tôi không biết trung y. Có thể nhờ các thầy thuốc bắc sẽ coi có hiệu quả hay không. Chuyện này thận trọng một chút sẽ tốt hơn. Tai nạn rất nhiều, nhất là trong thời gian gần đây nhất. Hình như hôm nay tại Đài Loan lại bị động đất, còn có núi lở. Nhiều năm qua, tôi thường khuyên lên các đồng tu phải nghiêm túc học 16 chữ. Phóng hạ tự tư tự lợi, phóng hạ danh văn lợi dưỡng, phóng hạ đối ngũ dục lục trần hưởng thụ, phóng hạ tham sân si mạng. Tâm thái của chúng ta đoan chánh sẽ khiến cho thân tâm khỏe mạnh, mang lại hạnh phúc cho gia đình, mang lại thuận lợi trong sự nghiệp, mang lại an định hòa bình cho xã hội,
đưa đến sự đối xử hòa thuận trên thế giới. Tôi thường nói những điều này. Tai nạn chẳng đáng sợ, chúng ta đoan chánh tâm hạnh sẽ có thể hóa giải tai nạn. Trong kinh Đức Phật thường dạy chúng ta, tướng do tâm sanh, cảnh chuyển theo tâm. Trong giáo pháp Đại Thừa nói rất nhiều. Đối với những lý luận ấy, chúng ta có mức độ khá hiểu biết. Do vậy, chúng ta công nhận hai câu nói ấy của Đức Phật, chỉ cần sửa đổi tâm thái của chúng ta cho đúng, sẽ có thể hóa giải tai nạn. Vì thế, rất nhiều thứ được lưu truyền. Mượn danh nghĩa của tôi chẳng biết rõ lắm. Trong quá khứ, Cục trưởng Cục Tôn giáo Quốc gia là ông Diệp đã từng cho tôi biết. Ông ta đến Hương Cảng phỏng vấn. Trong thời gian phỏng vấn, có một hôm mời tôi dùng bữa sáng tại khách sạn, ông ta bảo, trong nước có những kẻ giả mạo danh nghĩa Pháp Sư để làm những chuyện bất thiện. Pháp Sư có biết những chuyện đó hay không? Tôi nói thật sự không biết. Ông ta bảo, chuyện này sẽ do quốc gia xử lý. Tôi nói rất cảm ơn. Do vậy ở đây tôi nói kèm thêm chuyện này cùng mọi người. Tờ truyền đơn này không có khuyết điểm gì to lớn, toàn là khuyến thiện. Nhưng lời khuyến thiện và toa thuốc của Quán Âm Bồ Tát chúng tôi chẳng biết tới. Toa thuốc Quán Âm Bồ Tát do đâu mà có? Tôi hoàn toàn không biết. Quý vị liễu giải là được rồi. Cảm ơn mọi người. Nay chúng ta bắt đầu xem kinh. Xin xem Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 20, dòng thứ hai từ dưới đếm lên, coi từ giữa câu: tích công lũy đức phẩm dân, trụ chân thật huệ dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Câu đầu tiên này hết sức trọng yếu. Quý vị thấy, chư Phật Như Lai chỉ dạy chúng ta trí huệ chân thật. Điều này quan trọng lắm. Trí huệ chân thật ở đâu? Trí huệ chân thật chẳng ở bên ngoài, mà sẵn có trong tự tánh của chúng ta, lại còn viên mãn, hết thảy chúng sanh đều có. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói rõ ràng, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Trong quá khứ, đối với câu nói này, trình độ hiểu biết của chúng tôi như sau. Nói hết thảy chúng sanh thì đại khái là người, tối đa là động vật. Chúng tôi hiểu như vậy. Hiện thời chúng tôi hiểu sâu đậm hơn. Vì chúng sanh được nói trong Phật giáo vốn có nghĩa là các hiện tượng do các duyên hòa hợp mà sanh khởi, thì gọi là chúng sanh. Định nghĩa này bao gồm tất cả các hiện tượng. Có hiện tượng nào chẳng do các duyên hòa hợp? Kinh thường nói động vật là tứ đại ngũ uẩn, đó là các duyên hòa hợp. Nay chúng ta đã biết thực vật cũng do các duyên hòa hợp. Bộ phận vật chất của thực vật là sắc pháp. Hiện thời thực vật cũng có thọ tưởng hành thức. 10 năm gần đây chúng tôi ở Úc. Tại Úc chúng tôi có một vườn rau rất lớn. Trong vườn rau trồng rất nhiều loại rau, đại khái có từ 10 mấy tới 20 loại do chính chúng tôi chăm bón. Chúng tôi chăm bón những thứ rau ấy
còn có cây ăn quả. Trong 4 năm qua chúng tôi còn trồng trúc, cho nên năm nay thu hoạch được măng trúc rất ngon. Chúng tôi cũng chẳng thiếu thức ăn. Chúng tôi chuyện trò với những loài thực vật ấy, nhận thấy chúng nó có thọ tưởng hành thức. Chuyện trò rất tốt đẹp, hỗ trợ hợp tác. Đối với khoáng vật, chúng ta chẳng có cách nào thí nghiệm. Tiến sĩ Giang Bồn Thắng của Nhật Bản đã làm thí nghiệm trên nước, phát hiện nước có kiến văn giác tri. Nó có thể thấy, nghe, hiểu được ý của con người. Mấy bữa gần đây tôi đã xem một đĩa DVD do một đồng tu hạ tải từ Internet đặc biệt đưa cho tôi xem. Khoa học gia Mỹ đã phát hiện nước có ký ức. Ký ức là thức. Nói cách khác, khoáng vật có thọ tưởng hành thức. Phạm vi ấy to lắm. Đức Phật nói thân ngũ uẩn bao gồm tất cả các hiện tượng trong trọn khắp pháp giới hư không giới. Bất luận hiện tượng tinh thần hay hiện tượng vật chất, tinh thần và vật chất vĩnh viễn chẳng tách rời. Trong phần trước tôi đã từng thưa bày cùng quý vị điều này. Trong vật chất có thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức là tinh thần. Trên phương diện tinh thần có vô biểu sắc. Nó chẳng phải là không có sắc. Chúng ta nằm mộng, trong mộng có sắc. Chúng ta tưởng tượng, trong tưởng tượng có sắc pháp. Do vậy nói thật ra, vô sắc giới thiên vẫn có sắc. Sắc của họ là vô biểu sắc. Người bình thường chúng ta chẳng thấy, nhưng Phật Bồ Tát có thể trông thấy, A-la-hán có thể trông thấy, những người có công phu đều có thể trông thấy. Do vậy trụ chân thật huệ có ý nghĩa rất rộng. Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Một hạt bụi, một giọt nước, hoặc như kinh nói, một sợi lông, một vi trần, đều trọn đủ trí huệ và đức tướng của Như Lai. Chúng ta hiểu như vậy thì mới là chân thật nghĩa của Như Lai. Chẳng giới hạn trong động vật. Động vật có phạm vi quá nhỏ. Trụ là an trụ. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Tự hành quá tha. Tự hành là trong cuộc sống hàng ngày của chính chúng ta. Quá tha là ảnh hưởng hết thảy chúng sanh chung quanh. Đó là trụ, toàn là trí huệ chân thật. Đương nhiên, người bình phàm chúng ta chẳng làm được câu này. Vì sao? Chúng ta mê tự tánh, tức là mê chân thật huệ. Thật ra chân thật huệ vẫn khởi tác dụng. Khi mê bèn khởi tác dụng gì? Khởi phiền não. Do vậy phải hiểu kinh dạy phiền não tức bồ đề. Phiền não và bồ đề là cùng một chuyện. Hệ giác ngộ, phiền não liền biến thành trí huệ. Mê thì trí huệ biến thành phiền não. Quý vị thấy, do chúng ta mê hay ngộ, bèn có thể biến hóa những thứ được sanh bởi tự tánh. Giác ngộ sẽ sanh ra thứ tốt nhất, trí huệ viên mãn. Nếu mê thì trí huệ biến thành vô lượng vô biên phiền não. Do vậy có thể biết Phật Bồ Tát trụ chân thật huệ, hiện thân thuyết pháp dạy bảo chúng ta. Chúng ta và các ngài có cùng một tự tánh, chẳng hai chẳng khác. Các ngài trụ chân thật huệ như thế nào? Các ngài buông khởi tâm đồng niệm, phân biệt, chấp trước xuống. Trí huệ chân thật bàn hiện tiền.
So với các ngài, chúng ta khởi tâm động niệm có phân biệt, có chấp trước. Những thứ này được gọi là phiền não. Trong Pháp Đại Thừa, khởi tâm động niệm gọi là vô minh phiền não. Phân biệt là trần sa phiền não. Chấp trước là kiến tư phiền não. Kiến là kiến giải, tư là tư tưởng. Kiến tư phiền não là trong kiến giải và tư tưởng của quý vị có kèm theo các phiền não. Phiền não vô lượng vô biên. Nhằm nói cho thuận tiện, Đức Phật đã chia phiền não thành ba loại lớn. Buông những thứ ấy xuống, trí huệ bèn hiện tiền. Quý vị thấy, buông phiền não xuống, phiền não bèn khôi phục nguyên trạng. Nguyên trạng của nó là trí huệ. Phiền não là gì? Phiền não là tình trạng trí huệ đang bị bệnh. Chúng ta khởi lên ý niệm, trật rồi. Trong tự tánh chẳng có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Do vậy, những tướng được hiển lộ đúng mực của tự tánh sẽ là trí huệ, đức năng, tướng hảo. Đó là bình thường. Trong kinh giáo, Đức Phật nói tới nhất chân pháp giới hoặc cõi thật báo của chư Phật Như Lai. Đó là bình thường. Mười pháp giới thì sao? Không bình thường. Mười pháp giới từ Phật cho đến địa ngục, mỗi tầng sau nghiêm trọng hơn tầng trước. Nghiêm trọng nhất không chỉ hơn địa ngục. Tầng này nghiêm trọng nhất, mê sâu nhất. Trong địa ngục cũng có rất nhiều chủng loại, cũng có mê hoặc sâu hay cạn khác nhau. Chỗ mê sâu nhất gọi là A Tỳ địa ngục. Mê nặng nề. Do vậy, Đức Phật hóa độ chúng sanh. Nguyên tắc là gì? Giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Họ giảng mê hoặc sẽ giác ngộ. Bệnh thái hoàn toàn khôi phục bình thường, sẽ được an vui. Do vậy, Đức Phật giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, hoàn toàn dùng giáo dục. Chúng ta phải hiểu điều này. Do vậy, chúng tôi thường nghĩ, mà cũng thường nhắc nhở mọi người, tổ tiên chúng ta, cổ thánh tiên hiền, thật sự đều là Phật Bồ Tát tái lai. Những gì họ dạy bảo chúng ta chẳng khác gì kinh Phật. Tổ tiên dạy chúng ta kiến quốc, quân dân, giáo học vi tiên. Quý vị chỉ cần thực hiện tốt giáo học, vấn đề gì cũng đều được giải quyết. Hãy thực hiện tốt việc giáo dục. Giáo dục là dạy những gì? Dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả. Đây là giáo dục phổ thông. Cần phải được học tập phổ biến. Còn có một số ít người tiến cao hơn nữa. Đó là giáo dục khoa học, giáo dục triết học. Những điều ấy nhằm giúp đỡ quý vị nâng cao linh tánh. Nhưng cũng đều xếp giáo dục vào vị trí bậc nhất. Phật Pháp cũng giống như thế. Bậc Đại Thánh Đại Hiền vĩ đại nhất trong thế gian và suốt thế gian. Nói theo Phật Pháp, toàn là Phật Bồ Tát. Nói cách khác, đều là những người tiến hành công tác giáo dục. Tại Trung Quốc, cổ thánh tiên hiền cũng có vị tham gia chính trường, như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, nắm quyền chính trị từ ngôi vua. Nhưng cũng có vị chuyên môn tiến hành giáo dục.
như Khổng Tử, Mạnh Tử cũng là suốt đời dạy học. Khổng Tử tuy chu du các nước, mong được một chức quan nhỏ nhoi để thực hiện hoài bão của Ngài. Nhưng trong lúc chu du các nước, học trò theo Ngài rất nhiều người chẳng rời Thầy, mỗi ngày đều học tập, giống như tăng đoàn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi qua tăng đoàn của Khổng Tử chẳng có quy mô to như Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng đều là tiến hành công tác giáo dục. Khổng Tử chu du các nước, cảm thấy tuổi tác đã cao, tuy gặp rất nhiều chư hầu, chẳng ai muốn dùng Ngài. Từ lúc ấy mới bỏ cách nghĩ ấy, trở về nhà chuyên môn tiến hành công tác giáo dục. Khi đó lão nhân gia đã 68 tuổi, mất năm 73 tuổi. Cho nên toàn bộ tinh thần chuyên chú vào dạy học chỉ là 5 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật toàn tâm toàn ý dạy học 49 năm. Trong các vị cổ thánh tiên hiền, thời gian dạy học dài nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy là dũng mãnh tinh tấn. Chúng ta cầu trí huệ, học Phật là học trí huệ, là đào bới khơi lên trí huệ trong tự tánh, giống như khai quật kho báu từ trong hầm mỏ. Khai quật là buông xuống, buông xuống những chấp trước đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, trí huệ sẽ bắt đầu hiện bày. Bắt đầu trào ra ngoài. Tuy vậy trí huệ ấy chưa nhiều lắm. Trong Phật Pháp gọi là A-la-hán. A-la-hán đắc chánh giác. Chánh giác là trí huệ. Tiếp tục buông xuống không ngừng. Tôi thưa với các đồng học, buông tự tư tự lợi xuống, buông tiếng tâm lợi dưỡng xuống, buông tham sân si mạng xuống, buông ngũ dục lục trần xuống. Sẽ đạt đến giai đoạn nào? Thưa quý vị, sẽ đạt tới cửa ngõ của Phật giáo, nhưng chưa tiến vào. Chứ gì phải biết, chứ nên tưởng rằng ta buông xuống nhiều ngần ấy, bèn nghĩ chính mình ghê gớm lắm, mới đến ngoài cửa mà thôi, chưa vào cửa. Bước vào cửa cần phải dùng tiêu chuẩn của Phật. Do vậy tôi nói tới phương tiện nhằm giúp đỡ quý vị tiến đến trước cửa. Sau đấy chính quý vị lại phải bước vào. Thật sự tiến vào cửa sẽ là như trong kinh thường nói, đối với kiến tư phiền não phải đoạn sạch kiến hoặc. Quý vị có rất nhiều cách nhìn sai trái phải bỏ đi. Cách nhìn sai lầm rất nhiều. Đức Phật đã quy nạp thành 5 loại. Loại thứ nhất là thân kiến. Hãy buông xuống, biết thân chẳng phải là chính mình. Thân là gì? Thân là cái mà ta có, chẳng phải là ta. Phải xoay chuyển quan niệm sai lầm này. Y phục chẳng phải là ta, mà là cái thuộc về ta. Thân thể giống như quần áo, là cái ta vốn có, chẳng phải là ta. Do vậy, cái thân dùng vài chục năm đã trục trặc, lại thay một thân khác. Giống như quần áo mặc dơ, quý vị rất vui vẻ cởi ra, đổi lấy một bộ mới. Sau khi đột phá cái ái này, quý vị sẽ chẳng sợ hãi sanh tử. Thay một bộ quần áo mới mà thôi, chẳng sợ hãi. Thưa quý vị, y phục càng thay càng đẹp đẽ hơn, càng thay càng tốt hơn. Tham sống sợ chết thì càng thay càng tệ hơn. Phật có ân đức rất lớn đối với chúng ta.
Chúng ta liễu giải chân tướng, thân chẳng phải là chính mình. Chớ nên vì thân này khởi tham sân si mạng. Nếu khởi lên là trật rồi, nó chẳng phải là chính mình. Thứ hai là phải buông bỏ đối lập. Danh từ Phật giáo gọi đối lập là biên kiến, nhị biên. Đúng sai thiện ác, này chúng ta nói là đối lập, mọi người dễ hiểu. Đối lập là căn nguyên của tất cả phiền não tội nghiệp. Vì trong vũ trụ, trong pháp tánh chẳng có đối lập, tìm không ra đối lập. Hết thảy chúng sanh trong toàn thể vũ trụ và chính mình là nhất thể. Nhất thể mà quý vị chia thành đối lập thì trật mất rồi, chẳng thể phân chia. Vì thế Kinh Kim Cang vừa mở đầu liền dạy: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Bốn câu này nói rất hay. Lìa tứ tướng, nó là một chính thể, nhất thể. Làm sao quý vị có thể phân chia được? Đâu có đạo lý ấy. Do vậy, chúng ta phải học chẳng đối lập với hết thảy mọi người. Họ đối lập với ta, nhưng ta và họ chẳng đối lập. Vì sao? Họ mê, chưa giác ngộ. Này ta đã hiểu rõ giác ngộ. Nếu ta đối lập với các vị, chẳng phải là lại mê hay sao? Do vậy, không có đối lập. Chẳng đối lập với người khác, chẳng đối lập với sự, mà cũng chẳng đối lập với hết thảy vạn vật. Đối với núi sông đại địa cũng không đối lập. Vì sao? Nhất thể, chúng là y báo của ta. Nếu do tự tánh biến hiện, giống như trong Hoàng Nguyên Quán đã giảng, từ nhất thể khởi nhị dụng. Tuy khởi nhị dụng, nhưng nhị dụng vẫn là nhất thể. Nhị mà bất nhị. Vì thế tánh và tướng như nhau, tánh và tướng bất nhị. Cách nhìn này là chính xác. Điều buông xuống thứ ba là thành kiến. Thành kiến là gì? Tự cho mình là đúng. Người Hoa thường nói, kẻ nào đó có thành kiến rất sâu. Thành kiến là gì? Thành kiến là chấp trước. Thành kiến có hai loại, một là thành kiến nơi nhân, hai là thành kiến nơi quả trong lục đạo. Chúng sanh trong lục đạo đều rất chấp trước. Đây là loại chấp trước nghiêm trọng. Tự cho mình là đúng. Đấy là sai lầm. Vì sao sai lầm? Trong kinh Đức Phật thường nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu đã hiểu hết thảy hiện tượng đều là hư vọng, mà cũng chẳng chân thật, sẽ chẳng có thành kiến. Không có thành kiến mới có thể tùy duyên, tùy hỷ công đức, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Phật Bồ Tát chẳng có thành kiến. Còn hết thảy chúng sanh, quý vị nói như thế nào mới là tốt thì Phật cũng đều có thể tùy thuận, chẳng ép buộc quý vị một tí nào. Quý vị làm lành, sanh lên thiên đường, quý vị tạo ác bèn đọa địa ngục. Phật biết rõ ràng, nhưng Phật chẳng ngăn trở quý vị. Vì sao? Quý vị thích làm như vậy, thì còn cách nào nữa? Tới khi nào quý vị thật sự giác ngộ, hướng về Phật thịnh giáo, Ngài sẽ dạy quý vị. Quý vị chẳng hướng về Ngài thịnh giáo, Ngài chẳng dạy quý vị. Vì sao? Vậy thì quý vị chẳng chịu tiếp nhận, tạo tội nghiệp. Đó là trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật hiển thị. Đó là đức năng chân thật. Tướng hảo chân thật.
sẽ tự nhiên hiển thị. Dũng mãnh tinh tấn, đoạn kinh văn này nhằm miêu tả A-di-đà Phật khi đang tu nhân. Chúng ta phải học tập, học theo A-di-đà Phật. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta khởi tâm động niệm, có phải là trí huệ hay chăng? Là trí huệ hay là tình thức? Tình thức là phiền não, tình là mạt na thức, thức là A-la-gia. Trong kinh Phật đã giảng rất rõ ràng. Tình là gì? Tình là ngã kiến, ngã ái, ngã si, ngã mạn, đấy là tình. Trong kinh Đại Thừa thường nói là tham, sân, si. Ngã, ngã ở sau tham, sân, si. Còn có mạn, tham, sân, si, mạn, là bốn đại phiền não thường nương theo A-la-gia. Đó là tình chấp. Do vậy nếu chẳng dùng trí huệ sẽ biến thành tình chấp, chắc chắn sẽ là như vậy. Dũng mãnh tinh tấn, muốn tìm lại tự tánh, muốn tìm lại trí huệ. Một mực như vậy, quý vị nhìn theo một phương hướng, chuyên môn trang nghiêm cõi nước nhiệm màu. Cõi nước nhiệm màu chính là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc do nguyện lực của A-di-đà Phật biến hiện. Thật sự là hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Thế giới cực lạc từ tâm tưởng của A-di-đà Phật mà xuất hiện. Chúng ta có tưởng ra một thế giới hay chăng? Cũng tưởng ra. Quả địa cầu là một thế giới do tâm tưởng của chúng ta sanh ra. Nếu tâm chúng ta chẳng tưởng, sẽ chẳng có địa cầu. Thật đấy, chẳng giả đâu. Kế đó là lời giải thích. Hoàng lão cư sĩ giải thích chân thật chi tế giả. Chân thật tế là gì? Chân như thật tướng chi bổn tế giả. Chân là chân như, thật là thật tướng, tế là bổn tế, cũng có nghĩa là chân như thật tướng. Tế là giới hạn, là biên tế. Giới hạn y có hay chăng? Chẳng có. Không có ngàn mé, không có gì to lớn có thể vượt ra ngoài được. Trong giáo học của Phật, điều đó được gọi là chân thật tế. Thử tức bổn kinh chi sở khai thị giả giả. Đây là nói rõ bộ kinh này giảng điều gì? Giảng về chân thật tế. Giảng chân tướng này không có gì to lớn lọt ra ngoài, không gì nhỏ nhặt chẳng được bao gồm. Đấy là biên tế. Chẳng ngoài chẳng trong, đấy là biên tế. Nó không có biên tế. Cực lạc diệu độ nãy, chân thật trí huệ chi sở, trang nghiêm thành tựu giả. Câu này quan trọng lắm. Vì sao chúng ta phải cầu sanh về Tây Phương cực lạc thế giới? A-di-đà Phật mở một trường học tại đó. Thế giới cực lạc là một đại học Phật giáo. Cũng có thể nói là một đại học về chân thật tế. Chúng sanh trong mười pháp giới thuộc mười phương thế giới. Mười phương thế giới đều có mười pháp giới. Mười pháp giới là mê, chẳng giác.
những chúng sanh ấy đã giác ngộ, mong quay đầu. Nhưng tìm không ra phương pháp, nhất là chẳng tìm được một phương pháp rất thỏa đáng, rất nhanh chóng. A-di-đà Phật ban cho chúng ta một môn phương tiện tiếp dẫn quý vị về thế giới cực lạc để tấn tu tại đó. Hết thảy điều kiện tu học bên ấy đều vô cùng hoàn thiện. Đấy là trang nghiêm thành tựu. Trong phần trước, chúng ta thấy ba thứ thành tựu. Trang nghiêm Phật thành tựu, trang nghiêm Bồ Tát thành tựu, trang nghiêm Diệu Độ thành tựu. Kinh gọi ba thứ thành tựu này là ba thứ thành tựu chân thật. Chúng ta tập khí phiền não nặng nề, mê rất sâu. Những điều Đức Phật đã giảng trong kinh, chúng ta hiểu rõ nhưng chưa thể làm được. Chúng ta có thể tin tưởng. Vì sao có thể tin tưởng? Vì sau khi nghe những đạo lý ấy, chúng ta có thể khẳng định chúng hợp lý, chẳng phải là vô lý. Nên có thể tin tưởng, có thể lý giải nhưng chưa làm được. Làm chưa được do chưa bỏ xuống được. Thật đấy, chẳng giả đâu. Buông xuống sẽ có thể khế nhập, bèn nhập cảnh giới. Như tôi vừa mới nói, đi tới cửa ngõ, nếu quý vị chẳng buông ba thứ ấy xuống sẽ chẳng tiến vào được. Quý vị buông thân kiến xuống, buông biên kiến xuống, buông thành kiến xuống mới có thể tiến vào. Quý vị chẳng buông xuống sẽ không tiến vào được. Hễ tiến vào, thưa quý vị, sẽ gọi là thánh nhân, chẳng gọi là phàm phu. Trong tiểu thừa là tu đạo hoàng sơ quả, trong đại thừa thì như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, Bồ Tát thuộc địa vị thập tính chứng đắc sơ tính. Quý vị thấy tầng thứ nhất là sơ tính. Thập tính giống như tiểu học trong Phật giáo, học lớp 1 tiểu học. Trường học này có 10 lớp, từ lớp 1 đến lớp 10. Quý vị vừa mới vào lớp 1 trở thành thánh nhân. Khác với phàm phu ở chỗ nào? Quý vị chỉ cần tiến nhập lớp 1 của ngôi trường ấy, chắc chắn chẳng đọa trong tam ác đạo. Tuy chưa thoát khỏi lục đạo, bảo đảm chẳng đọa tam đồ. Không gian học tập của quý vị là 7 lần sanh trong cõi trời hay nhân gian. Chắc chắn sẽ thoát ly lục đạo luân hồi. Đạt được sự bảo đảm ấy, đó là vị bất thoái trong ba thứ bất thoái, tức là địa vị của quý vị chẳng thoái chuyển. Nhà Phật nói ba thứ bất thoái, quý vị đạt được loại thứ nhất. Loại thứ hai là hành bất thoái, tức là Bồ Tát. Loại thứ ba là niệm bất thoái, đó là Pháp Thân Đại Sĩ hoặc là Phật. Chứ Bồ Tát vẫn chưa làm được. Do vậy, ba tầng lớp này chính là cảnh giới dần dần được nâng cao lên. A-di-đà Phật kiến lập thế giới cực lạc nhằm giúp đỡ chúng ta là những kẻ thiếu năng lực đoạn phiền não. Chỉ cần chuyên niệm A-di-đà Phật, quý vị có thể giảng sanh. Đối với A-di-đà Phật chỉ nên chú tâm niệm, chớ nên phân biệt. A-di-đà Phật có ý nghĩa rất rộng. A là vô, Di-đà là lượng. Đấy là tiếng Phạn, chẳng phải là không thể dịch nghĩa. Có thể dịch nghĩa nhưng do tôn trọng nên chẳng dịch. A-di-đà là vô lượng. Phật thì sao?
Phật là giác ngộ, A Di Đà Phật là vô lượng giác. Vô lượng giác là gì? Là danh hiệu của trí huệ bát nhã có sẵn trong tự tánh. Nếu quý vị chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, niệm Phật hiệu là niệm tự tánh, đó là tự tánh Di Đà. Mỗi ngày niệm tự tánh phóng quang, tự tánh bèn hiển lộ. Chẳng phải là hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng ư? Đạo lý như thế đó. Do vậy, niệm Phật thấy Phật. Lúc làm chung A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí đến tiếp dẫn quý vị, đó là gì? Toàn là tự tánh biến. Tự tánh Di-đà, tự tánh Quán Thế Âm, tự tánh Đại Thế Chí. Ngay cả Tây Phương Tịnh Độ cũng là duy tâm tịnh độ, do chân như bổn tánh của chính mình hiện ra. Quý vị hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, sẽ nắm chắc niệm Phật giảng sanh. Quý vị có thể tín tâm chẳng còn hoài nghi nữa. Lẽ nào chẳng thành tựu? Do vậy Thiện Đạo Đại Sư nói, pháp môn này là dạng người tu, dạng người về, không ai chẳng thành tựu. Kẻ niệm Phật chẳng giảng sanh là ai vậy? Thứ nhất là những kẻ hoài nghi pháp môn này. Thứ hai là những kẻ tu học pháp môn này nhưng tạp niệm quá nhiều. Xen tạp nên tâm chẳng thuần, sẽ chẳng thể tương ứng. Chân thật huệ do đâu mà có? Do tâm thanh tịnh mà có. Khi quý vị xen tạp, tâm quý vị chẳng thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh chẳng sanh trí huệ, chỉ sanh phiền não. Phiền não là vọng niệm. Vọng niệm ấy niệm trước vừa diệt, niệm sau liền sanh, vĩnh viễn chẳng ngừng. Niệm này tiếp theo niệm kia, đó là phiền não tập khí. Những thứ ấy rất nghiêm trọng. Trong tu học pháp môn cũng là nói chuyển biến những phiền não tạp niệm ấy, khôi phục trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật gọi là Bồ Đề. Khôi phục trí huệ chân thật thì phương pháp niệm Phật này tuyệt diệu. Trong tám vạn bốn ngàn phương pháp, phương pháp niệm Phật này đơn giản nhất, dễ dàng nhất, ổn thỏa thích đáng nhất, thẳng chóng nhất. Cho nên chọn lựa pháp môn này là đại trí huệ. Có rất nhiều ông già bà cả chẳng có học thức gì, không biết chữ. Quý vị dạy họ, họ bèn tin tưởng, chịu niệm. Có phải là chân trí huệ hay chăng? Đúng là chân trí huệ, chính họ vẫn chẳng biết. Thiện căn phước đức nhân duyên. Vì sao quý vị giảng cho kẻ khác nghe, kẻ ấy chẳng tin tưởng? Giảng cho phần tử tri thức cao cấp nghe, họ vẫn không tin. Vì sao? Có lắm chướng ngại, phiền não chướng nặng nề, sợ trì chướng nặng nề. Hai thứ chướng ấy chướng ngại họ. Chướng gì vậy? Chướng trí huệ, chướng thiện căn, nhân duyên của người ấy. Do vậy chớ nên coi thường những ông già bà cả, đừng coi thường họ. Vì sao họ có thể tiếp nhận? Đời trước họ đã huân tập, đời này vừa tiếp xúc liền sanh tâm hoan hỷ. Trong đời quá khứ, trong A Lại Gia có chủng tử Phật pháp, có thiện căn tịnh tâm, chẳng phải là không có đạo lý. Di Đà Thế Tôn nhiếp thử diệu độ, xuyên thử diệu pháp giả, dục huệ giữ chúng sanh, dĩ chân thật chi lợi giả. A Di Đà Phật trong Tây Phương Cực Lạc thế giới quả thực có vị này.
Ngài ở nơi đó tuyên dương pháp môn này. Pháp môn này được nói trong bộ kinh Vô Lượng Thọ. Tuyên dương pháp môn này và mục đích ban cho chúng sanh huệ là bố thí, ban cho hết thảy chúng sanh lợi ích chân thật. Hoàng lão cư sĩ nói thử tam chân thật, tức là chân thật tế, trụ chân thật huệ, chân thật lợi ích. Ba món chân thật này, một chính là ba, ba tức là một. Trong chân thật bổn tế nhất định có chân thật huệ, nhất định có chân thật lợi ích. Trong chân thật lợi ích nhất định có chân thật tế và chân thật huệ. Một mà ba, tuy ba nhưng một. Phương tiện cứu cánh bất khả tư nghị. Tám dạng bốn ngàn pháp môn đều là phương tiện môn, mà Tịnh Tông là môn phương tiện nhất trong các môn phương tiện. Đúng là quá đơn giản, quá dễ dàng. Vì quá đơn giản, quá dễ dàng nên rất nhiều người không tin. Ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ, chẳng biết là bao nhiêu. Chúng ta chớ nên khinh dễ người khác. Bản thân chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ cũng đã ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ chẳng biết bao nhiêu lần. Không có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên trong quá khứ như vậy, dẫu đời này gặp gỡ cũng chẳng thể tin tưởng. Bởi thế pháp môn này chẳng dễ dàng, gọi là phương pháp khó tin, chẳng giả. Cực lạc y chánh tịnh độ pháp môn, cử thể thị chân thật chi tế, cố dân bổn kinh dĩ thật tướng di thể tánh giả. Tới cuối cùng tổng kết bộ kinh này, dùng thật tướng làm thể. Bộ kinh này nói về thật tướng của các pháp. Đối với y báo và chánh báo trong thế giới cực lạc, nói theo kinh thì chánh báo là A-di-đà Phật, y báo là hoàn cảnh cư trụ của A-di-đà Phật. Chúng ta niệm Phật giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chánh báo là bản thân chúng ta, A-di-đà Phật là hoàn cảnh y báo của chúng ta. Sau khi quý vị tới thế giới cực lạc mới thật sự dần dần buông khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước xuống, sau đấy mới biết A-di-đà Phật và chính mình là nhất thể, vũ trụ và chính mình là nhất thể, thế giới cực lạc và chính mình là nhất thể. Nếu trọn đủ trí huệ chân thật, chúng ta hãy nghĩ xem, thế giới hiện tiền có phải là thế giới cực lạc hay chăng? Đúng vậy, chẳng sai chút nào. Nhưng rất nhiều người chẳng hiểu điều này. Vì sao? Tâm thái chẳng xoay chuyển. Quý vị khởi tâm động niệm hoàn toàn tương ứng với kinh thì sẽ có thể lãnh hội. Không nơi nào chẳng phải là thế giới cực lạc. Thế giới này của chúng ta nằm trong thế giới cực lạc. Vì sao? Chẳng có lớn hay nhỏ, trong mỗi vi trần đều có thế giới. Trong thế giới lại có vi trần, trong vi trần lại có thế giới. Lẽ nào thế giới hiện tiền chẳng ở trong thế giới cực lạc? Cho tới lúc ấy quý vị sẽ thấy A-di-đà Phật ở khắp mọi nơi.
Hết thảy y báo và chánh báo đều là A-di-đà Phật. Chúc mừng quý vị, quý vị thành Phật. Quý vị đã thành một vị Phật rất tuyệt diệu, trở thành A-di-đà Phật. Chúng ta học phần bổn kinh thể tánh tới đây. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ ba, tức đơn vị thứ ba trong bộ chú giải này. Nhất kinh tông thú, tức là phần giảng về tông và thú của bộ kinh này. Kinh chi sở sùng thượng giả, danh chi di tông. Tông giả, yếu giả. Chữ yếu này có ba ý nghĩa. Chủ yếu, trọng yếu và tuân theo. Toàn kinh chi tông chỉ. Tông là tông chỉ. Câu tiếp theo lại giảng về ý nghĩa của tông chỉ. Hữu tông giả, tu hành chi yếu kính giả. Đó là đường lối quan trọng. Chúng ta nói tới tông chỉ của một bộ kinh. Thì đó là nguyên tắc chỉ đạo tu học tối cao. Đó là tông. Cố tri tông giả, di toàn kinh chi cương lãnh. Cương cử, mục trương, lãnh đề, y thuận. Thị cố ư biện thể hậu, thủ ưng minh tông. Thể thị lý, tông thị hành. Ý nghĩa của hai khoa lớn này đều được nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Phần trước là biện thể, tức phân biệt, biện định bản thể của kinh. Kinh thể là căn cứ lý luận. Bộ kinh này căn cứ trên lý luận nào để giảng? Giảng về điều gì? Trong phần trước, chúng ta đã học. Kinh này nương vào thật tướng, tức chân tướng sự thật. Kinh nói những gì? Cũng là nói về thật tướng. Nay chúng ta bàn cách tu, cách học tập ra sao? Vì thế nói đến hành, tức hành môn. Thể giả nải tông sở y chi thể. Tông giả tức thị hiển thể chi tông. Nhị giả hổ tương biểu lý. Tông thị hội thể chi yếu hạnh. Cố ưng sùng thượng. Mấy câu này nói rất hay. Thể là chỗ nương vào của tông, tức là chỗ nương tựa, căn cứ của việc tu hành. Đấy là thể. Tông, tông là hạnh, là nguyên tắc chỉ đạo tối cao trong tu hành. Sự tu hành ấy có thể hiển lộ thể, có thể hiển thị thật tướng trong hành vi sinh hoạt của quý vị. Hiển thị là nói tới điều gì? Trí huệ chân thật, chân thật tế, chân thật lợi ích. Nếu quý vị chẳng tu hành, ba thứ chân thật ấy sẽ chẳng thể hiển lộ. Có thể thấy người thật sự tu học tịnh tâm. Quý vị chú tâm quan sát, sẽ thấy tư tưởng, lời nói và việc làm của người ấy
chắc chắn tương ứng với ba câu ấy. Từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai, dần dần nâng cao lên, dần dần mở rộng. Lợi ích thù thắng y tìm ở đâu ra? Do vậy lý thể chẳng thể rời khỏi sự tướng. Rời khỏi sự tướng sẽ biến thành huyền học. Sự tướng mà không có lý, thì sự tướng sẽ trái nghịch tự tánh. Nếu chẳng tùy thuận tự tánh, sẽ là trái nghịch tự tánh. Vì thế, hai thứ ấy, lý và sự, làm trong và ngoài cho nhau. Ngoài là sự, trong là thực tướng. Hội thể chi yếu, hiện thế. Như vừa mới nói, đây là một phương tiện trọng yếu, cho nên phải tuân theo, phải đề cao. Nói tới chỗ này, chúng ta hiểu văn hóa truyền thống của Trung Hoa, lấy hiếu làm thể, hiếu là gì? Hiếu là thật tướng. Quý vị hãy nhìn vào chữ hiếu của Trung Quốc. Sở dĩ văn từ Trung Quốc chẳng thể thay đổi là vì nó là phù hiệu trí huệ, khiến cho quý vị nhìn vào phù hiệu ấy sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Chữ hiếu phía trên là lão, phía dưới là tử. Hiển thị điều gì? Hiển thị quan hệ luân lý. Phía trên còn có phía trên nữa. Đó là tổ tông, quá khứ vô thủy. Đời tiếp theo còn có đời tiếp theo nữa. Vị lai vô chung, vô thủy vô chung là nhất thể. Do đó người ngoại quốc nói tới sự cách biệt giữa các thế hệ. Người Hoa không có sự cách biệt giữa các thế hệ. Nếu có sự cách biệt giữa các thế hệ sẽ là đại bất hiếu. Quý vị nhìn vào chữ hiếu ấy, những ý nghĩa được bao hàm trong ấy dường như cũng có ba thứ ý vị. Do vậy văn hóa Trung Quốc là văn hóa hiếu, mở rộng ra thành ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức, đấy là tông. Chúng ta nói tới thể, nói tới tông, lấy tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, làm thú tức thú hướng. Chúng ta nói tới thể, tông và thú của toàn bộ văn hóa Trung Quốc. Chớ nên hiểu lầm, nó tương ứng với Đại Thừa Phật Pháp. Quý vị nói xem, tổ tiên chẳng phải là Phật Bồ Tát Tái Lai thì họ từ đâu đến? Điều này được khẳng định. Thầy Lý nói theo lý thì thông suốt, nhưng trên mặt sự thiếu chứng cứ. Nói theo lý quả thật là hợp lý. Hương tượng tâm kinh sớ dân, ngôn chi sở quý giết tông, tông chi sở quy giết thú. Đây là giải thích hai chữ tông và thú. Ngôn là nói tới giáo, tức tôn giáo. Ngôn chi sở quý, quý là điều trọng yếu nhất trong sự hướng dẫn giáo học. Điều ấy được gọi là tông. Tông có nghĩa như vậy. Chỗ quy hướng của tông
tức là sau đấy tông sẽ trở về đâu? Điều đó được gọi là thú tướng. Do vậy tông là nhân, thú là quả. Ở đây nói tới nhân quả, tu nhân chứng quả. Tôi nương theo cái tông này để tu, tu đến cuối cùng sẽ đạt được gì? Cái quả ấy là thú. Tu nhân thú quả. Tiếp đó sách viết Khuê Phong Đại Sư, tức là Ngài Tông Mật, tổ sư đời thứ năm của Tông Hoa Nghiêm. Viên giác lược sớ dân, thú giả ý thú, thú hướng tức tâm ý thức sở quy thú chi xứ. Lời giải thích này rất rõ ràng. Thú là gì? Quy thú, tức là chỗ quý vị trở về hướng đến chỗ nào. Chỗ hướng về của tâm ý thức gọi là thú hướng. Khả tri thú giả, quy thú giả. Thị cố y kinh tông chỉ, minh kỳ sở di, thức kỳ sở cầu, cứu kỳ sở chí, danh chi di thú. Quý vị chiếu theo nguyên tắc chỉ đạo trong bộ kinh điển này để tu hành. Biết Đức Phật làm gì khi giảng bộ kinh này? Biết Ngài mong cầu điều gì? Việc Ngài làm là ban bố lợi ích chân thật. Do điều này mà chư Phật Bồ Tát, tổ sư Đại Đức giảng kinh diễn giáo. Diễn ở đây chẳng phải là nghiêng trong nghiên cứu, mà là biểu diễn. Ngài dạy bằng cách làm ra biểu diễn, thuyết kinh, diễn giáo. Vì sao? Nhằm ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Người ta chưa hiểu rõ, sau khi đã thật sự hiểu rõ, cái tâm cung kính đối với Phật giáo sẽ nảy sanh tràn trề, tự nhiên sanh khởi, tuyệt diệu quá. Chúng ta đối với những vị Phật Bồ Tát, tổ sư Đại Đức giảng kinh thuyết pháp chẳng có chỗ tốt đẹp gì. Các ngài ban cho chúng ta những điều lợi ích, lại còn ban cho chúng ta lợi ích chân thật. Chúng ta đối với các ngài chẳng chân thật, nhưng các ngài đối với chúng ta luôn chân thật. Trong thế gian tìm đâu ra người tốt lành dường ấy? Vậy là quý vị hiểu rõ việc làm của các ngài. Thức kỳ sở cầu, các ngài cầu điều gì? Các ngài mong mỏi quý vị khai ngộ, giúp quý vị phá mê khai ngộ. Sau khi ngộ thấu đạt điều sẽ đạt tới, chính là quý vị sẽ lìa khổ được vui. Kinh Phật dạy người ta như vậy. Vì thế trong hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, trừ giáo học ra, chẳng có cách nào khác có thể đạt được mục đích ấy. Vào thời cổ ở Trung Quốc, Đế Dương từ Hoàng Đế Nghiêu Thuấn Vũ Thang, mãi cho đến cuối cùng, có Đế Dương nào chẳng tuân theo giáo huấn của Tổ Tông? Đời đời truyền nhau, giáo học làm đầu, đều xếp giáo dục vào vị trí thứ nhất. Phật giáo truyền tới Trung Quốc, tiến sĩ Thang Ân Tỷ nói rất hay, người Trung Quốc tâm lượng lớn, phước lớn, có thể bao dung văn hóa khác biệt. Phật giáo là văn hóa Ấn Độ, truyền đến Trung Quốc, được Trung Quốc tiếp nhận hoàn toàn, biến thành văn hóa của chính Trung Quốc. Phải có tâm lượng rất lớn, chẳng bài xích. Hơn nữa, văn hóa nhà Phật từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc, quả thật đã nâng cao nền văn hóa vốn có của Trung Quốc trên một mức độ to lớn. Vì sao? Dùng kinh Phật để giải thích. Thì giống như chúng tôi vừa mới nói, văn hóa truyền thống của Trung Quốc
lấy hiếu làm thể. Luân thường, bát đức, ngũ luân, ngũ thường, tứ duy là tông. Tu thân tề gia trị quốc, bình thiên hạ là thú. Chúng ta dùng văn hóa Phật giáo để giải thích, nâng cao văn hóa truyền thống của Trung Quốc, bình đẳng với Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ trong Phật Pháp, làm phong phú văn hóa truyền thống Trung Quốc. Ngày nay nói tới văn hóa truyền thống thì Nho Thích Đạo là một nhà, quyết định chẳng tách rời. Nếu quý vị nói chẳng cần Nho, sẽ nói chẳng xuôi, chẳng có cách nào nói cho vẹn toàn được. Đề cương ấy của Tổ Tông chẳng được trình bày cặn kẽ. Phật giáo truyền đến cõi này giảng giải cặn kẽ, đem kết hợp với đề cương của Tổ Tông liền hoàn toàn khít khao, quá khó có. Cổ nhân thông minh hơn con người hiện thời, có trí huệ hơn người hiện thời. Đây là giải thích rành rẽ thế nào là tông, thế nào là thú. Kế đó chúng ta xét tông chỉ của bộ kinh này. Ngụy dịch Vô Lượng Thọ Kinh chi tông thú, cổ hữu đa giải, kỳ lệ phi nhất. Ngụy dịch là bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải, là bản được lưu thông rộng rãi nhất trong năm bản dịch. Nguyên nhân là do chúng ta đọc bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải rất thuận tiện, so với các bản khác dễ đọc hơn. Lại nữa, lời giảng trong ấy cũng rất viên mãn, rất khó có. Vì thế, có mấy vị cổ đức dùng bản này để chú giải. Như trong bản Gia Tường Sớ đã nói, thử kinh tông trí phàm hữu nhị lệ, nhất Di Đà tu nhân cảm tịnh độ quả, nhị giả khuyến vật tu nhân giảng sanh bỉ độ. Đây là lời giảng về tông thú trong Gia Tường Sớ. Ngài nói tông thú có hai trường hợp. Thứ nhất là A-di-đà Phật tu nhân cảm quả tịnh độ, đó là điều được giảng trong kinh. Thế giới Cực Lạc nói thật ra là do nguyện lực của A-di-đà Phật thành tựu, do 48 nguyện thành tựu. Thứ hai là khuyến vật. Vật là chúng sanh, Ngài chẳng nói khuyến nhân. Nếu nói là khuyến nhân thì chỉ có nhân đạo trong 10 pháp giới. Nếu khuyến vật thì hết thảy 10 pháp giới đều bao gồm, có phạm vi lớn hơn. Nhân nằm trong vật, chẳng thể bao gồm vật, vật có thể bao gồm nhân. Do vậy, khuyên hết thảy chúng sanh tu nhân hồng giảng sanh quậy ấy, đấy là thú. Hết sức rõ rệt. Câu trước là tu nhân, câu sau là hướng đến cái quả. Hai tầng. Thứ nhất là Phật Di Đà tu nhân cảm thế giới Cực Lạc thành tựu viên mãn. Thế giới Cực Lạc quả thật chẳng có mảy may khiếm khuyết, do tánh đức viên mãn lưu lộ. Công đức trang nghiêm thành tựu như thế nào? Do trí huệ. Vì thế trong phần trước đã nói ba thứ trí huệ trọn đủ. Hải Đông Nguyên Hiểu Sư. Hải Đông được nói ở đây, nay là Hàn Quốc. Viễn Xiao Sư.
Sư Nguyên Hiểu cũng du học ở Trung Quốc. Sau khi trở về Hàn Quốc là nhất đại cao tăng, tổ sư đại đức của Hàn Quốc. Tôi chưa đọc những tài liệu ấy, nhưng tôi nghĩ Sư Nguyên Hiểu sống vào thời Đường rất có thể đã thân cận Thiện Đạo Đại Sư. Vị này là một tổ sư của Tịnh Độ Tông. Bản chú giải của sư có tên là Vô Lượng Thọ Kinh Tông Yếu. Trong ấy nói như sau: Thử kinh chánh dĩ tịnh độ nhân quả di kỳ tông thể, nhiếp vật giảng sanh dĩ di ý trí. Cách hiểu của sư Nguyên Hiểu và ngài Gia Tường hết sức gần gũi, cùng một ý nghĩa. Trong ấy cũng có hai tầng ý nghĩa: đàm loan. Có người cho rằng ngài phải là tổ sư Tịnh Độ Tông, nhưng trong các vị tổ sư Tịnh Độ Tông không có tên của ngài. Đối với Tịnh Tông, ngài có cống hiến hết sức to lớn. Ngài nói: dĩ Phật danh hiệu di kinh thể. Từ đầu đến cuối chẳng rời danh hiệu. Cách nói này cũng có một chút hợp lý. Trong thể bao gồm cả tông lẫn thú, vì do một câu danh hiệu quý vị có thể giảng sanh. Từ xưa tới nay, người thành tựu do chấp trì danh hiệu rất nhiều. Một câu Phật hiệu niệm đến rốt ráo, khi giảng sanh có thể biết trước lúc mất, chẳng đau khổ, không bệnh tật qua đời, bảo người chung quanh Phật tới tiếp dẫn. Thật chẳng dễ dàng. Bất luận tu học pháp môn gì cũng chẳng thể sánh bằng. Nhưng mấu chốt của sự thành tựu ấy là ở chỗ tín nguyện. Tín nguyện kiên định, nhất định, chẳng có nghi hoặc, thì sẽ có thể đạt được. Thậm chí chẳng cần phải học tập kinh này, mà cũng chẳng cần phải đọc. Một câu Phật hiệu chắc chắn thành tựu. Niệm một câu Phật hiệu là buông xuống vạn duyên. Thành tựu phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn tùy thuộc hành nhân buông xuống được bao nhiêu. Nếu hành nhân thật sự giống như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, các chấp trước thế gian và xuất thế gian phải đều buông xuống, sẽ sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Nếu người ấy có thể buông phân biệt xuống, hết sức có khả năng sanh vào cõi thật báo. Sanh vào cõi thật báo thì phải buông khởi tâm đồng niệm xuống. Có thể buông phân biệt chấp trước xuống hay chăng? Có thể. Vì khi giảng sanh, Phật quang chiếu gọi, nâng cao công phu gấp bội. Lúc làm chung thấy Phật, Phật lực gia trì. Vừa được gia trì, bao nhiêu công phu do quý vị tu sẽ tăng lên gấp bội, nâng cao gấp bội. Cho nên sanh vào cõi thật báo. Dùng phương pháp gì để tu thành tựu? Một câu Phật hiệu.
Trong yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã giảng rất hay. Trong phần sau, Cụ Hòa có trích dẫn. Lời nhận định ấy, những vị khác chưa ai nói điều ấy, nhưng Ngẫu Ích Đại Sư nói, có thể giảng sanh hay không, do có tín nguyện hay không quyết định. Thật sự tin tưởng, phát nguyện thiết tha, không một ai chẳng giảng sanh. Tấm vị cao hay thấp? Ba bậc chính phẩm trong bốn cõi. Địa vị cao hay thấp do công phu sâu hay cạn quyết định. Tức là công phu niệm Phật của quý vị cạn hay sâu. Công phu là gì vậy? Quý vị buông xuống nhiều hay ít? Chúng ta hiểu đạo lý này, vì sao không chịu buông xuống? Không chịu buông xuống sẽ tạo thành chướng ngại rất lớn đối với phẩm vị giảng sanh trong thế giới cực lạc. Nếu quý vị có thể triệt để buông xuống, quả thật có thể giảng sanh trong cõi thật báo. Ở đây có một tin tức hết sức trọng yếu mà quý vị chẳng thể không biết. Quý vị tu pháp môn khác, buông phân biệt chấp trước xuống, chỉ có thể sanh vào Phật pháp giới trong 10 pháp giới, hoàn toàn chẳng có cách thoát khỏi 10 pháp giới. Vì sao? Quý vị chưa đoạn vọng tưởng. Nhưng với công phu ấy, trong pháp môn Tịnh Tông sẽ quyết định sanh vào cõi thật báo. Vì sao? Phật tới tiếp dẫn. Phật quang vừa chiếu, công phu được nâng cao gấp đôi, đã nâng lên rồi. Tin tức này trọng yếu lắm, nhanh lắm. Giống như nói, khi quý vị đạt tới địa vị thập tính, địa vị đệ thập tính, trong chốc lát Phật sẽ nâng cảnh giới của quý vị lên tới sơ trụ Bồ Tát, nâng cao trong chốc lát. Đấy là oai thần của A Di Đà Phật gia trì, là ân huệ ân đức của A Di Đà Phật. Do vậy quý vị có thể buông chấp trước xuống, Phật có thể giúp đỡ quý vị. Khi giảng sanh chẳng có phân biệt, không chỉ chẳng có chấp trước mà phân biệt cũng không có, được nâng cao. Trong chính phẩm của bốn cõi tịnh độ sẽ được nâng cao với một mức độ rất lớn. Chúng ta chớ nên không hiểu điều này. Thiện đạo sư dân, vị này là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Tông chúng ta. Ngài là người đời đường, niệm Phật Tam Muội Di Tông, nhất tâm hồi nguyện giảng sanh tịnh độ di thể. Thể tự tức chi tông thú chi thú. Hãy hiểu rõ lời chú giải này, chớ nên hiểu lầm ý nghĩa. Cùng một chữ, nhưng Ngài nói về điều gì? Điều này rất quan trọng. Chữ thể trong lời dạy của Ngài Thiện Đạo chính là thú trong tông thú, tức thú hướng. Lấy niệm Phật Tam Muội làm tông, có cùng một ý nghĩa với Ngài Đàm Loan lấy danh hiệu Phật làm thể của kinh. Chữ thể của Ngài Đàm Loan có nghĩa là tông. Còn Thiện Đạo Đại Sư nói chữ thể lại có nghĩa là thú. Do vậy, chữ giống nhau nhưng quý vị đọc đoạn văn trước và sau sẽ biết nó chỉ điều gì. Dùng niệm Phật Tam Muội, tức là như trong bộ kinh này đã nói. Nhất hướng chuyên niệm, phát bồ đề tâm một mực chuyên niệm. Phát bồ đề tâm là buông xuống. Một mực chuyên niệm chính là niệm Phật Tam Muội. Nhất tâm quay về nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đấy là chỗ quy túc.
Nhật Thích Quán Triệt Hợp Tán Dân. Tác phẩm chú giải của sư có tên là Hợp Tán, tức Vô Lượng Thọ Kinh Hợp Tán. Thử kinh niệm Phật Di Tâm, giảng sanh di thể. Chữ thể này cũng có nghĩa là thú, cũng theo cách ngoài ấy. Nhất kinh sở tôn chuyên tại niệm Phật, cố dĩ niệm Phật di chi tông giả, tông chi sở thú duy tại giảng sanh, cổ dĩ giảng sanh di kinh thể. Đây là một đoạn văn trong sách Hợp Tán. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới. Tịnh Tông xưng Vô Lượng Thọ Kinh Di Đại Kinh, A Di Đà Kinh Di Tiểu Kinh, Cái Thử Nhị Kinh Cẩn Hữu Tường Lược Chi Biệt, Cố Liên Trì Sớ Sau xưng Đại Kinh Di Đại Bổn, Tiểu Kinh Di Tiểu Bổn, Lương Dĩ Nhị Giả Thật Đồng Nhất Kinh Giả. Những điều này là kiến thức thông thường trong Tịnh Tông, chúng ta cần phải biết. A-di-đà kinh chi tông thú, diệt hữu đa thuyết. Vì hai kinh là cùng một bộ kinh, tông thú của kinh A-di-đà có thể dùng để tham khảo. Nhằm phán định tông thú của kinh Vô Lượng Thọ cũng đều là cùng một chuyện. Kể đó, Tư Trạch Kỳ Tinh Yếu Giả Như Sớ Sao, Sớ Sao do Liên Trì Đại Sư soạn. Y chánh thanh tịnh, tín nguyện giảng sanh, dĩ di tông thú. Y báo và chánh báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới không gì chẳng thanh tịnh, đấy là tông. Tín nguyện giảng sanh là thú. Ý nghĩa sâu hơn một tầng. Chúng ta là người tu Tịnh Độ, đối với y báo và chánh báo hiện tiền, phải lấy thanh tịnh làm tiêu chuẩn, tương ứng với tựa đề của bản kinh này. Tựa đề kinh đã dạy chúng ta phương pháp tu hành, mà cũng là tông yếu tu hành: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đấy là nhân. Chánh báo của chúng ta, tức thân của chính mình phải thanh tịnh, hoàn cảnh phải thanh tịnh. Thanh tịnh hoàn cảnh như thế nào? Thân chúng ta thanh tịnh, hoàn cảnh sẽ thanh tịnh. Thân gây ảnh hưởng tới hoàn cảnh. Tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ, đấy là thật chẳng giả. Lấy điều này làm tông thú, viên trung sao dân, dĩ tín nguyện tịnh nghiệp di nhất kinh tông trí. Tông trí là tông thú, tinh sâu nguyện thiết, chuyên tu tịnh nghiệp. Đấy là cương lãnh chỉ đạo tu học trong Tịnh Tông. Di Đà Yếu Giải viết, đây là bản chú giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Dĩ tín nguyện trì danh Di Tông, tín sâu nguyện thiết chấp trì danh hiệu, sẽ có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc. Cụ Hoàng đã trích dẫn ba bản chú giải kinh Di Đà. Ba bản này quan trọng nhất. Bộ Sớ Sao của Ngài Liên Trì, bộ Yếu Giải của Ngài Ngẫu Ích, bộ Viên Trung Sao của Pháp Sư U Khê. Đại Bổn và Tiểu Bổn nội dung đã là nhất trí, cho nên tông thú cũng chẳng thể là ngoại lệ được. Tổng thượng đại tiểu nhị bổn, trung ngoại chư gia sở minh tông thú, gia dị tín nguyện trì danh, giảng sanh tịnh độ di bổn,
ư thị, quảng tham chư gia chi thuyết, cứ bổn kinh chi văn, tiêu minh bổn kinh tông thủ viết. Phần sau là kết luận của cụ Hoàng Niệm Tổ. Bổn kinh dĩ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm di tông. Đây là nguyên tắc chỉ đạo tu học tối cao. Dĩ duyên sanh tứ độ, kính đăng bất thoái di thủ. Đấy là quy thủ. Chữ duyên sanh tuyệt lắm. Duyên là duyên mãn. Đây là chỗ thù thắng của thế giới cực lạc. Di Đà trí huệ hoàn nguyện viên mãn. Vì sao? Trong nguyện thứ 19 đã có nguyện phát bồ đề tâm. Trong ấy có kinh văn để làm căn cứ như vậy. Sanh về thế giới cực lạc, giai tác A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Chữ duyên trong từ ngữ duyên sanh của cụ Niệm Tổ xuất phát từ chỗ này. A Duy Diệt Trí là duyên. Điều này rất chẳng thể nghĩ bàn. Từ Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đọc thấy Sơ Trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, chứng ba thứ bất thoái. Ba thứ bất thoái thảy đều trọn đủ. Vị bất thoái, hạnh bất thoái, niệm bất thoái, đã chứng đắc nhưng chưa thể gọi là duyên. Duyên chứng ba món bất thoái là địa vị nào? Từ thức địa trở lên. Địa vị đã nâng lên cao bao nhiêu? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, cho tới thất địa trong thập địa. Địa vị đã nâng lên bao nhiêu? Nâng cao hơn 36 địa vị. Pháp môn này được gọi là pháp khó tin. Nói thật ra là hết sức khó tin. Quý vị nói những vị Bồ Tát bình thường tu đến địa vị này khổ cực lắm, tốn bao nhiêu thời gian mới đạt tới địa vị này, làm sao có thể vừa sanh về thế giới cực lạc bèn đạt tới? Đâu có đạo lý này. Do vậy Đức Phật nói pháp môn Tịnh Tông duy Phật giữ Phật phương năng cứu cánh. Đối với pháp môn Tịnh Độ, đẳng giác Bồ Tát giống như cách một lớp the ngắm trăng. Thời cổ chưa có thủy tinh, dùng la sa, lược là the đoạn. La là loại vải sa rất mịn, cách một lớp the để ngắm trăng, còn cách một tầng. Chỉ có thành Phật mới rốt ráo hiểu rõ, mới biết là chuyện ra sao. Bổn nguyện và oai thần của A-di-đà Phật chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy quý vị tới thế giới cực lạc có thể hưởng thụ, tức là được đãi ngộ giống như thất địa Bồ Tát. Hiện thời nói là đãi ngộ, hưởng thụ giống như thất địa Bồ Tát. A-duy diệt trí Bồ Tát mà, chẳng phải là hạng Bồ Tát tầm thường. Duyên chứng ba thứ bất thoái khó có lắm, thật chẳng dễ gì tin tưởng được. Hạ hạ phẩm giảng sanh về cõi phàm thánh động cư, tới thế giới cực lạc cũng là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Chúng ta đọc đoạn kinh văn nói về 48 nguyện, trọn chẳng thấy A Di Đà Phật bảo hạ hạ phẩm trong cõi phàm thánh động cư bị gạt ra ngoài. Ngài chẳng nói lời này, chẳng có câu ấy. Điều đó có nghĩa là hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư cũng là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Do vậy thế giới cực lạc gọi là thế giới bình đẳng, thật sự bình đẳng. Do vậy trong yếu giải, Ngẫu Ích đại sư
Giải thích chữ A Bệ Bạc Trí trong kinh Di Đà chính là chữ A Duy Diệt Trí trong kinh Vô Lượng Thọ. Tiếp theo câu ấy Ngài nói: quý vị đã giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nói quý vị là Bồ Tát, thì phiền não tập khí chưa đoạn, một phẩm cũng chưa đoạn, giảng sanh trong bậc hạ là chưa đoạn. Nói quý vị chẳng phải là Bồ Tát, thì quý vị hưởng thụ đãi ngộ giống như Thất Địa Bồ Tát. Do vậy, Ngẫu Ích Đại Sư bảo chẳng thể nói quý vị là phàm phu, cũng chẳng thể nói quý vị là Bồ Tát, mà cũng có thể nói quý vị là Bồ Tát và cũng có thể nói quý vị là phàm phu. Tới thế giới Cực Lạc, thân phận là như vậy. Đối với thân phận trong thế giới Cực Lạc, nếu chính mình thật sự tu đắc A Duy Diệt Trí, sẽ chẳng cần A Di Đà Phật gia trì nữa. Chính quý vị đã đạt tới chuẩn mức sống của bậc thượng thiện trong cõi Cực Lạc, chẳng cần A Di Đà Phật giúp đỡ. Chuyện này vẫn phải mất một khoảng thời gian. Đúng như Quán Kinh đã nói, hạ hạ phẩm giảng sanh phải tu 12 đại kiếp. Đại kiếp ấy là đại kiếp trong nhân gian. Nhưng trong thế giới Cực Lạc, thọ mạng của quý vị là vô lượng thọ. Cho nên 12 đại kiếp bất quá cũng giống như 12 ngày, rất nhanh. Thời gian bên đó và thế giới chúng ta chẳng giống nhau. Vì vậy, đến thế giới Cực Lạc, thành tựu đặc biệt dễ dàng. Nếu chúng ta liễu giải chẳng thấu triệt chuyện này, không hiểu rõ lắm, sẽ thường làm lỡ một đời này. Vì sao? Chẳng chuyên tâm tu, hoàn toàn dồn hết thời gian vào tinh lực của chúng ta để tu pháp môn này, sẽ thành tựu rất nhanh. Thật sự phải buông xuống, chẳng buông xuống sẽ chịu thiệt thòi to lớn. Vì thế, kinh do Đức Phật nói, Tam Tạng Pháp Sư phiên dịch, Tổ Sư Đại Đức chú giải, các vị ấy đều chẳng phải là phàm nhân. Từ chỗ này ta thấy các vị Phật Bồ Tát thật sự quan tâm, thật sự chiếu cố những chúng sanh mê hoặc điên đảo trong lục đạo. Vô lượng vô tận ân huệ, thế mà chúng sanh chẳng biết. Có biết thì mới biết báo ân, tri ân mới có thể báo ân. Chẳng biết ân làm sao có thể báo ân? Báo ân bằng cách nào? Y giáo tu hành có thể vãng sanh trong một đời này chính là báo ân. Hạ hạ phẩm giảng sanh về cõi đồng cư cũng là báo ân Phật. Phật hoan hỷ, chẳng cô phụ Phật Tổ. Hai chữ tông thú nói tới đây. Phần tiếp theo mới nói tới tông thú của bản kinh này. Vì chúng ta nói tỉ mỉ, đoạn thứ nhất, giáp thủ minh tông. Trước hết giảng nguyên tắc chỉ đạo tu hành. Trong bản kinh này, kinh trung tam bối giảng sanh phẩm trung, sở hữu thượng trung hạ tam bối giảng sanh chi nhân, mạc bất dĩ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm di nhân. Đối với câu kinh văn này,
Trong phẩm Tam Bối Giảng Sanh có tất cả bốn đoạn. Ba đoạn trước là Thượng Bối, Trung Bối, Hạ Bối. Trong cuốn Khoa Phán, Pháp Sư Từ Châu đã gọi đoạn cuối cùng là Nhất Tâm Tam Bối. Đoạn ấy giảng điều gì? Nói về người tu Đại Thừa. Chẳng chuyên tu Tịnh Độ mà tu Đại Thừa. Người tu Đại Thừa bất luận tu pháp môn nào, lúc làm chung đem những gì đã tu học hồi hướng Tịnh Độ, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy đều có thể giảng sanh. A-di-đà Phật tâm lượng to lớn, bất luận quý vị tu pháp môn nào, chỉ cần quý vị trọn đủ điều kiện này, thấy đều có thể giảng sanh. Nhưng quý vị phải nhớ, điều rất quan trọng là bất luận tu hành pháp môn nào, do vì quý vị thật sự giảng sanh, cuối cùng vẫn là tính nguyện trì danh, vẫn là tới cuối cùng. Bất luận tu pháp môn gì, công đức ấy đều giúp quý vị đến thế giới Cực Lạc, tăng cao phẩm vị, tuyệt diệu thay. Quý vị phải có cái tâm Đại Thừa thì mới được. Đại Thừa là gì? Đại Thừa là tự lợi, lợi tha. Đó là Đại Thừa. Chỉ nói tới tự lợi, chẳng nói tới lợi tha. Đấy là Tiểu Thừa. Đại hay Tiểu Thừa chẳng phải do kinh điển sai biệt, chẳng phải do giáo tướng sai biệt, mà do tâm lượng của chính mình sai biệt. Hiểu rõ ý nghĩa này, chúng ta học tôn giáo khác có được chăng? Suốt đời học Cơ Đốc giáo, suốt đời học Y Tư Lan giáo, khi làm chung niệm Phật có thể giảng sanh hay chăng? Chắc chắn giảng sanh. Người ấy tu công đức đó nhất định cũng nâng cao phẩm vị. Pháp môn này to quá. Trong các thứ giáo học tôn giáo, Tịnh Tông là đa nguyên văn hóa, tôn giáo gì cũng đều bao gồm. Từ kinh điển chúng ta có thể thấy điều này. Người đọc kinh Địa Tạng rất nhiều. Quý vị xem kinh Địa Tạng, thấy kinh nói tới Bà La Môn, đọc thấy chữ ngoại đạo đó là gì? Đó là tôn giáo khác. Đức Phật chẳng bài xích. Thuở Phật tại thế, bất luận quý vị tín ngưỡng tôn giáo nào, Đức Phật tuyệt đối chẳng bảo quý vị buông bỏ tôn giáo của chính mình, tu theo Ngài, không hề có. Đối với niềm tin tôn giáo, quý vị vẫn tin tôn giáo của chính mình, vẫn chiếu theo giáo lý của quý vị để học. Đức Phật giảng cho quý vị trí huệ. Do vậy, thuở ấy, Đức Phật giáo học chẳng phân biệt quốc tịch, chẳng phân biệt sắc tộc, chẳng phân biệt tôn giáo. Bất luận quý vị thuộc bối cảnh văn hóa nào, Ngài đều chẳng phản đối. Chỉ cần quý vị tới học đều hoan nghênh. Người đến chẳng cự tuyệt, kẻ đi chẳng giữ lại. Phật dạy theo cách ấy. Do vậy, những gì mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã phô diễn rộng rãi, người hiện thời gọi là đa nguyên văn hóa. Trong tâm một của Phật Bồ Tát, tất cả hết thảy chúng sanh bất đồng tôn giáo cũng thế, mà bất đồng văn hóa cũng vậy, cũng đều có cùng một thể với chính mình. Không chỉ có quý vị sống trên địa cầu có cùng một thể với chúng tôi, mà ở trên tinh cầu khác vẫn là một thể. Trọn khắp pháp giới hư không giới đều là một thể. Lẽ đâu có phân biệt, làm sao có chấp trước? Phân chia người của chúng ta, người của bọn họ, đấy là gì? Đấy là tri kiến phàm phu, là cái tâm luân hồi. Tâm luân hồi học Phật cũng là tạo nghiệp luân hồi, cũng chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Tâm lượng quá nhỏ, chớ nên không biết. Phàm phu có quan niệm ấy, Phật Bồ Tát không có.
người tu tịnh độ cũng phải nên không có. Đó mới là đúng, đấy gọi là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ. Đến phần sau chúng tôi sẽ giảng cặn kẽ. Thể của Bồ Đề Tâm là chân thành tâm. Sau khi giác ngộ sẽ có tự thụ dụng và tha thụ dụng. Dùng tựa đề kinh để nói thì là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Thanh tịnh bình đẳng giác là tự thụ dụng. Còn tha thụ dụng là dùng tâm gì? Để đối đãi với người khác. Đại từ đại bi. Từ bi là gì? Tâm chân thành yêu thương đối với người khác. Quý vị không có Bồ Đề Tâm sẽ chẳng phải là một mực chuyên niệm, chẳng phải là tu tịnh tâm. Mở đầu của tịnh tông là nguyên tắc chỉ đạo tu học tối cao này. Kế đó cụ trích dẫn rất hay. Hữu Di Đà đệ thập cửu nguyện viết. Văn ngã danh hiệu phát Bồ Đề Tâm, tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái, phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã trú giả bất đoạn, lâm thọ chung thời ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nên hiện kỳ tiền kinh tu du gian, tức sanh ngã sát tác A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Đoạn kinh văn này trọng yếu. 48 nguyện do chính A-di-đà Phật nói. Thích Ca Mâu Ni Phật thuật lại cho chúng ta nghe. Từng câu từng chữ đều do chính A-di-đà Phật nói. Do vậy toàn bộ phẩm thứ 6 do A-di-đà Phật nói. Còn có thể hư giả ư? Quý vị xem nguyện thứ 18, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, đấy là tông. Nguyện thứ 19 là thú hướng tông thú. Sanh về thế giới Cực Lạc làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Trong nguyện 18, Đức Phật cũng nói và cũng được cụ trích dẫn ở đây. Kế đó là đệ thập bát nguyện viết, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nại chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Ở chỗ này, tạo tội ngũ nghịch có thể giảng sanh hay không? Có thể giảng sanh. Chỉ cần quý vị chẳng hủy bán chánh pháp, quý vị có thể tin, có thể nguyện, đều có thể giảng sanh. Do vậy câu cuối cùng là trọng yếu nhất. Quý vị hủy bán là gì? Chẳng chịu tiếp nhận, vậy là chẳng có cách nào hết. Chỉ cần quý vị chịu tiếp nhận, không ai chẳng giảng sanh. Do vậy lúc lâm chung, thậm chí 10 niệm đều có thể giảng sanh. Những trường hợp như vậy rất nhiều. Thời cổ đã được ghi chép. Chúng ta hãy đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyện. Hiện thời trong số các đồng tu niệm Phật, chúng tôi cũng đã thấy. Chính mắt tôi thấy một trường hợp là cư sĩ Châu Quảng Đại ở Mỹ. Ông này là người thật thà, là người tốt.
suốt đời chẳng tin tôn giáo, chẳng có niềm tin tôn giáo. Ông ta mở một tiệm bánh mì tại Mỹ, bị bệnh ung thư. Tới thời kỳ cuối, bệnh viện từ chối trị liệu, bảo người nhà chở về. Ông ta chẳng còn sống được mấy ngày. Khi ấy, người nhà cũng chẳng tin tôn giáo. Nhưng lúc ông ta sắp chết, mới đi cầu thần, mong mỏi có kỳ tích xuất hiện. Ở nơi ấy, nhằm lúc chúng tôi có một hội Phật giáo, tức Hoa Phủ Phật Giáo Hội tại Washington DC. Họ tìm đến chúng tôi, có các đồng tu đến trợ niệm cho ông ta. Đến nơi đó, thấy tình hình ấy, bảo ông ta quả thật là không có cách nào chữa lành được. Khuyên dạy ông ta đừng cầu lành bệnh, giảng cho ông ta nghe Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Giảng mạng người vô thường không nên lưu luyến thế gian này, tới thế giới cực lạc tốt đẹp như thế nào, giảng cho ông ta nghe. Sau khi nghe xong, ông ta hết sức vui vẻ, tiếp nhận, bảo vợ, con thơ và con gái trong nhà. Các người đừng tìm cách chữa trị, đừng cầu ta lành bệnh nữa. Các người hãy cùng niệm Phật giúp ta giảng sanh. Niệm 3 ngày 3 đêm ông ta ra đi. Tướng lành hết sức hiếm có, quả tán còn có xá lợi. Đây là nói lâm chung 10 niệm ác sanh. Ông ta lúc lâm chung mới tin tưởng tiếp nhận. 5-6 người liên hữu và thân nhân của ông ta, đại khái là 10 mấy người, suốt 3 ngày 3 đêm thay phiên nhau trợ niệm giúp ông ta bèn thành công. Đây là một trường hợp chính mắt tôi thấy. Lúc ra đi an tường, chẳng kinh sợ, chẳng hoảng hốt. Sau khi mất, thân thể mềm mại. Kinh nói chẳng giả. Có thể nói là thiện căn, phước đức nhân duyên trong đời quá khứ thành tựu. Quả thật chẳng dễ dàng. Vừa nói ông ta bèn tiếp nhận hoan hỷ, thật sự làm theo, thật sự được thụ dụng. Do vậy tiếp theo cụ Hoàng viết: khả kiến đệ thập cửu nguyện, trọng tại phát bồ đề tâm, nhất tâm niệm ngã. Đệ thập bát nguyện, trọng tại chí tâm tín nhạo, nhất hướng chuyên niệm. Cố trì phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, thị di đà bổn nguyện chi tâm tủy. Toàn bộ đại kinh chi tâm yếu, giảng sanh tất bị chi chánh nhân, phương tiện độ sanh chi từ hàng. Bổn kinh sở sùng, toàn tại ư thử. Tu hành yếu kính, duy tư tiệp yếu, cố di bổn kinh chi tông giả. Kết luận khéo lắm. Hết thảy đều là dựa theo nguyên văn trong kinh. Nguyên tắc chỉ đạo tu học tối cao là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nhật Bản có một phái cũng tu tịnh tông, nhưng chỉ chú trọng nhất hướng chuyên niệm, chẳng phát bồ đề tâm. Vì thế gọi là bổn nguyện niệm Phật không được rồi, đã sơ sót. Chỉ giữ lấy nguyện thứ 18, chẳng học nguyện thứ 19. Do vậy, có những đồng tu của họ tới tìm tôi nói các vị sai rồi.
Họ nói đây cũng là do tổ sư truyền lại. Tôi nói không sai. Khi tổ sư truyền lại, lúc ấy mỗi nguyện đều hàm nhiếp viên mãn 47 nguyện kia. Nguyện nào cũng như thế, cho nên là đúng. Nếu quý vị chỉ chú trọng đơn độc nguyện này, những nguyện khác đều chẳng được bao gồm trong ấy, không được rồi. Đó chẳng phải là bổn nguyện của A-di-đà Phật. Nhất định phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Phát Bồ Đề Tâm là trọng yếu. Bồ Đề Tâm là giác ngộ. Bồ Đề Tâm mới có thể buông xuống. Không có Bồ Đề Tâm sẽ chẳng buông xuống được. Buông xuống thì nhất hướng chuyên niệm mới có thể thu được hiệu quả, mới chính thức tâm tâm tương ứng, cảm ứng đạo giao cùng A-di-đà Phật. Do vậy, nguyên tắc chỉ đạo này là chính xác. Nhân đã chánh thì đương nhiên quả cũng chánh. Quyết định được sanh vào thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật. Hôm nay đã hết thời gian rồi. Chúng ta học tập tới đây.
me.